Tây Nguyên xanh, hồ trong nước xanh, Trường Sơn xa xanh, ngút ngàn cây xanh. Bài ca Tây Nguyên em yêu trọn đời, cầm tay anh đưa em đi trên đường dài. Năm dài thương nhớ, những phút giờ vinh quang yêu em, anh đã từng sóng pha trong lửa đạn yêu anh, miền đất đỏ cao nguyên che chở anh. Hạt muối năm xưa từng trông chờ đỏ mặt, anh gùi muối về trong cái chết gần kề. Dòng nước hôm nay màu xanh hằng ngóng trông, công trường tập nập em thấy đồng vui quá đất trời. Hi tất cả các bạn, mình là Cuộc Sống Cao Nguyên. Hiện tại bây giờ là khá là vội rồi. Sáng nay mình đưa bà nội lên trên sân bay để bà đi về quê, bà bay đi về quê, bà đi chơi. Thì mình về khá là muộn, mình hiện tại bây giờ là 1:30, thì mình về lúc 1 giờ các bạn ạ. Sáng nay đi cả buổi sáng, đóng cửa hàng cũng không làm việc. Đưa bà đi ăn sáng xong rồi lên làm thủ tục cho bà. 11:45 bà mới bay. Chính vì vậy mình về khá là muộn, đi trời nắng nữa lại mưa. Thì bây giờ mình đang rất là vội luôn, chưa làm được cái gì hết. Sáng nay chưa làm được cái gì mà các bạn ạ. Vừa mới nhón bếp xong này. Đó, vừa mới nhón bếp xong. Bây giờ còn rất là nhiều việc luôn. Sáng sớm đi chợ. À, hôm nay không phải đi chợ. Sáng sớm là chị gái có mua cho một cái chân giò và mấy cái móng giò của heo nái ấy, gửi lên cho bà đẻ, cho vợ mình ấy. Thì mình cũng chưa làm được cái gì, đang bỏ trong tủ lạnh, bây giờ mới lôi ra này. Đang bỏ trong tủ lạnh thì xong rồi lại nghệ là hết, lát nữa phải đi đào nghệ nữa. Trời ơi nhiều việc kinh khủng luôn. Rồi lát nữa đi đón cô Tin, lau nhà, đón cô Tin. Mình cái video là mình làm ngắn gọn cho các bạn xem là cái cảnh sống kiểu như là công việc hàng ngày không tên của một người chăm bà đẻ các bạn. Để mình biết rằng cái công việc hàng ngày của người phụ nữ vất vả như thế nào các bạn nhá. Đàn ông anh em mình lâu lâu mới có dịp để vào thôi, cũng chẳng phải cái gì là nhiều cả đó. Bếp mình vừa mới nhón xong đó. Nhưng mà mình muốn nhấn mạnh trong cái video này này, cái việc chăm bà đẻ đó là đã vất vả rồi. Nhưng mà ý mình nói là những công việc không tên ấy, những công việc không tên của mấy chị em cũng khá là vất vả luôn các bạn ạ. Trời trong này lại mưa nắng thất thường, trời ơi chạy quần áo mệt luôn. Hai ngày nay đều phơi quần áo, có lẽ là chiều nay mới khô được. Đó, thì mình làm cái video ngắn gọn để chia sẻ cái hàng ngày sống của cuộc sống Cao Nguyên các bạn nhá. Nói chung là chạy luồn vào ấy, rồi là bệnh nhân đồ là tới cái là công việc nó không được chun sẻ đâu. Chiều nay đó, bây giờ là 1:30 2 giờ thiếu rồi. Bây giờ phải xoắn chân lên mà làm này, để lát nữa con đi đón anh cô Tin. Bây giờ mình sẽ đi đào nghệ các bạn nhá. Mời các bạn theo mình đi đào nghệ. Ra được trước nhà mình đào nghệ để vào làm món thịt kho nghệ và ninh. Rồi làm rất là nhiều việc các bạn nhá. Mình lấy thịt ra nhà các bạn ạ. Thịt đầy sáng chị gái dưới cứ rút mua cho bà đẻ đây, chị mua lên cho vợ mình thôi, chứ không có tiền nong gì hết, chị mua lên đấy. Bây giờ mình lôi ra để mình bắt đầu làm các bạn này. Giờ mình sẽ bỏ thịt ra các bạn nhá. Đây này, thịt chân giò đấy. Rất là ngon này, chị mua cho này. Đó, bây giờ mình sẽ lấy cái năng này. Lấy cái thằng này các bạn nhá, để kho thịt nghệ cho vợ này. Đó. Còn cái móng giò này mình sẽ ninh luôn một thế, ninh sạch hết, làm sạch hết các bạn, người ta chặt luôn cho mình rồi. Ninh luôn để giống như cái móng chân dê ấy. Giống như cái video của chân dê ấy là mình ninh xong rồi mình bỏ tủ lạnh để cho vợ mình ăn dần nhá. Cái móng giò này là lợi sữa cực tốt đấy các bạn này. Đó, còn bây giờ là mình đi đào nghệ các bạn nhá. Mời các bạn đi đào nghệ cùng mình. Đó, quần áo răng từ ngoài cho đến ra ngoài kia các bạn kìa. Trời lại đang khá âm u rồi các bạn ạ. Wow, công việc đó mình nói thật chứ, nếu như mà những người mà không siêng năng là nó cứ ồn lại đấy. Mình đây là ngày nào cũng phải lau nhà, sợ cô Tin đi về là nó bẩn cái, đi vào nhà nó bẩn chân ấy. Với lại mình đi nó sụp sụp là mình khó chịu lắm.
Đó, quần áo này chắc là được rồi. Từ hôm qua luôn đấy các bạn ạ, mưa mà. Đó, bây giờ mình mở cửa cổng đây. Về xong rồi cũng đóng cửa cổng luôn. Thấy cặp. Này, đi lấy kia. Đi lấy kia. Cái này. Cái cuốc. Đi đưa bà nội đi lên phố nên là khá là mệt. Đây, cái bụi nghệ nhà mình các bạn này. Ở ngoài kia cũng có một bụi nhá. Bây giờ mình sẽ đào cái bụi này lên để vào làm thịt kho nghệ cho vợ các bạn nhá. Đây. Đấy, bụi nghệ đấy. Khá là nắng. Đấy, mình sẽ đào cái bụi nghệ đó. Các bạn. Em mình đào có xí thế này đó. Đào có xí các bạn thấy không? Đó, được này. Úi giời ơi. Ôi, cái này để về xài dần mà các bạn. Ôi, mang vào. Đấy. Ngoài kia nắng quá. Các bạn thấy nhiều không? Cái này thì làm thịt kho nghệ phải 3-4 hôm. Nhiều không nhờ? Nhìn đá không này. Cái này hay mình trồng là được hơn cùng phải cả năm rồi đấy bạn ạ. Năm hơn năm rồi chứ năm gì. Hơn năm từ năm ngoái giờ mà bụi đó. Mình trồng 2-3 bụi luôn mà. Mình trồng khi là vợ chuẩn đã có bầu ấy. Để mình lấy cái nghệ này mình sắc nó có thịt nghệ cho vợ mà mình tính toán vậy mà. Đó bây giờ vào làm sạch nhá. Cái này để dành xài được 3-4 ngày luôn đó các bạn ạ. Công nhận cái gì là của mình cũng sướng các bạn ạ. Chồng được làm xài sướng lắm. Đã thật. Vàng cái tay này các bạn thấy không? Vàng cái tay này các bạn này. Đó, ui giời. Mình rửa sạch rồi. Một phần mình cắt ở kia để ra xài dần. Đây mình rửa sạch cho các bạn này. Đá nha, nghệ nhà mà. Ui giời, vàng khe này. Đã thật đấy, đang ở dưới đang còn nhiều lắm đấy. Và chưa mình chưa đào hết đấy. Bây giờ mình sẽ cùng lục qua các bạn nhá. Để cho đỡ hăng nhá. Trong cái video mà chia sẻ về cách nấu thịt kho nghệ á, là mình cũng đã nói rồi đấy. Phải lục qua các bạn nha. Cứ phải lục qua cho nó hết cái đá hăng đi. Đấy này các bạn. Mình bỏ lên rồi, lấy cái nắp vung. Đây là cái nắp vung. Trong lúc chờ đợi cái thằng này thì mình sẽ đi làm nước tắm cho thằng cung mít. Và làm cái thịt nữa. Đây mình có rất là nhiều loại nước lá tắm này. Loại này là lá ngu chảo. Lá này của dân tộc Tày. Rất là tuyệt vời luôn nhá. Chống hăm này, rôm sẩy này, ngứa này, tuyệt vời lắm. Nói chung là phải tắm cho trẻ em đấy. Thì bà chị đã phơi khô rồi. Đây là lá mướp đắng này. Mướp đắng mình lấy về mình phơi khô rồi. Đây là lá mướp đắng rừng đấy các bạn nhá. Thì hôm nay mình sẽ tắm cho cháu bằng lá mướp đắng này. Đấy. Có rất là nhiều lá các bạn ạ. Nhớ là phải tắm bằng những lá cây các bạn nhá. Đây là lá mướp đắng này. Lá mướp đắng rừng đấy. Đấy. Bây giờ mình sẽ đi nấu để cho nước nó nguội để tắm cho anh mít thối nhá. Tin thối và mít thối. Đó thấy các bạn không? Đây là hoa đu đủ đực này. Mình đang phơi khô để mình gửi ra cho ông anh ở Hà Nội đấy. Con chú bị ung thư đấy. Trong cái chia sẻ của mình là ung thư còn nước còn tát đấy. Là mình cũng chia sẻ về hoa đu đủ đực. Đây là bệnh nhân mang ra cho mình thì mình phơi khô đi. Mình gửi ra cho anh. Với khô rồi mình xin thêm mấy bệnh nhân họ cũng sắp mang ra đấy. Đấy còn đi nấu cái thằng này đã. Đấy mình rửa sạch mình bỏ đây. Thì những cái gì nấu trước thì chúng ta nấu trước các bạn nhá. Ví dụ như thuốc bắc chắc cho vợ ấy, thì lát thì chúng ta sắc xạo không được. Nước lát thì chúng ta nấu không được. Lục hai thằng này trước. Cái nào làm trước là làm. Đó. Bỏ vào. Đun củi mạnh lên. Nấu cho nó nhanh lên. Bây giờ là 2 giờ chiều rồi các bạn ạ. Đó. Còn rất là nhiều việc nhóm than cho vợ để vợ xong này này. Nhưng mà bây giờ mình sẽ đi rửa mình làm thằng này trước. À, làm cái anh này trước các bạn nha. Đó, làm đi để ướp gia vị này chứ. Ướp gia vị cho nó ngấm xong cái lát mới nấu được. Xong rồi những cái việc kia là chúng ta làm xong. Đó, hoặc là bây giờ mình sẽ nhóm than đi để lát nữa hết khói rồi bưng vào cho vợ xong. Xong bụng xung mặt các bạn nha. Như vậy thì mình sẽ nhóm cái thằng than này trước. Nhóm than trước. Làm cái kia xong một tí cũng được, tại vì đang chờ thằng này đấy mà. Làm cái kia xong cũng được, nhón thằng than để cho nó hết cái khói rồi chúng ta ví lại mang vào trong phòng. Chứ không phải là đang mới nhón xong là khói bùng 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 mà mang được đâu. Lúc nào thành than rồi chúng ta mới mang vào nhá. Chứ khói không là vào độc hại trẻ nhỏ lắm, không được đâu. Nên là nhón xong là phải để cả 30 phút, 20 phút rồi ví mang vào được các bạn ạ. Như vậy là chúng ta sẽ nhón thằng này trước, thằng này cấp bách trước. Xong rồi chúng ta sẽ làm thằng này. Nhón thế này thì nhanh không thôi mà. Bỏ quỳ ngò vào là ok thôi. Đấy các bạn ạ, nhanh không? Mình bỏ củi ngò xuống dưới. Xong mình bỏ than lên mình đốt. Vậy là xong rồi, từ củi ngò là cây thông đó các bạn. Trẻ từ cây thông đó, mình cứ ra chợ mua là đầy luôn.
thì nhón nhanh lắm. Thì cái đốt than đây này, nhiều bây giờ nhiều cái hiện đại là họ cũng không đốt than ở đâu các bạn ạ, không xong đâu. Nhưng mà theo kinh nghiệm của mình và ông bà là bà nội đến lại, bà ngoại đến lại ấy, thì bây giờ không phải là đặt trong phòng giống như ngày xưa nữa. Nếu như mà sinh vào cái dịp mà mùa đông á thì chúng ta phải đặt thật, nhưng bây giờ cũng đang trong này cũng đang là mùa khô nên cũng nóng lên là mình không đặt trong phòng, nhưng mà mình cứ ngày nào mình cũng làm cho vợ xông xông mặt này, xông bụng này, nó tốt các bạn ạ. Xoa thuốc bóp vào, xoa rượu gừng vào, sau bắt đầu chúng ta xông lên thì mai mốt gân cốt nó đỡ nhức mỏi các bạn nha. Còn bây giờ nhiều người là họ không xông đâu, họ sợ dơ nhà rồi họ sợ khí độc đồ, họ không xông đâu các bạn ạ. Nhưng mà nhà mình thì mình vẫn cứ giữ nguyên cái tục lệ ngày xưa. Cái này cũng không phải gọi tục lệ, gọi là cái theo kinh nghiệm ngày xưa của ông bà để lại đó, thì vẫn mình vẫn cho vợ xông, nhưng mà không phải đút vào cầm giường như ngày ở quê đâu nhá. Mà mùa này mùa khô thì mình chỉ cho vợ xông mặt xông bụng thôi đó. Như vậy là được đấy, mình nói hơi nhiều phải không? Thời gian thì không có mà nói hơi nhiều. Như vậy là nó bén thôi, lát nữa nó đỏ là mang vào cho vợ thôi. Còn bây giờ mình đi làm thằng này thôi các bạn. Đó, thời gian không có mà cứ ngồi lẩm bẩm mãi đấy các bạn này. Đó, bây giờ làm thằng này nhá. Mới đi đưa bà ngoại nội lên trên sân bay xong rồi mình chạy là qua mình dán luôn cái màn hình trước của cái máy điện thoại của mình này. Ngày trước thì nó dán nó tịt luôn cái camera, xong rồi quay nó rất là nhoèn, bực điên người lên. Cái dán màn hình trước với kính cường lực của mình chắc là hết cả triệu bạc rồi đấy. Bốn cái kính cường lực, mà mỗi kính cường lực là hết 200 ngàn, kèm theo khoảng ba bốn lần dán màn hình ngoài ấy, màn hình không phải cường lực đâu, là hết 50 ngàn một lần nữa. Tốn lắm, lần này mình dán cái cũng không cường lực, tại vì cường lực cái của mình là full hết. Điện thoại của mình là full HD, full, nói chung là chả biết nói sao, full hết màn hình, không có phim hom luôn. Phim hom ẩn mà. Thì khi mình dán kính cường lực vào á, là nó, cái ốp sau là nó đội lên là được vài hôm là bụt ngay, mửa ra ngay. Chính vì vậy mình mất 4 cái kính cường lực lấy 800 ngàn rồi, kèm theo là vài cái dán lung tung nữa. Nhưng mà mình vẫn không ý. Chỉ có lần này là mình dán mình thấy ưng ý các bạn này. Các bạn thấy mình quay nét không? Đó. Còn những mấy cái video vừa rồi là mình dán vớ vẩn quá, nó không được tốt lắm. Thôi không nói lung tung nữa, lại nói lung tung rồi. Làm cái thằng này đã. Mình được cái văn vẻ sao nói hơi nhiều. Đấy, chân giò nè, chân giò bác mua nè. Móng giò nè, lợi sữa các bạn nhá. Ai. Làm chế biến cái thằng này, lọc xương ra để lấy thịt, cắt ra để chúng ta ướp lát để kho thịt nghệ các bạn nhá. Mấy cái khoanh giò các bạn này, ăn cái này lợi sữa lắm các bạn ạ. Họ làm cho khá là sạch rồi, thui làm sạch lắm các bạn ạ. Bây giờ mình rửa đây rồi ninh lên thôi các bạn. Làm khá là sạch sẽ ở đây này đó, nên về mình không phải làm nhiều nữa. Hôm nay đi dán điện thoại xong này hỏi mua cái chân của máy quay luôn, nhưng mà cũng chưa mua các bạn ạ. Hình như là hết 300 mấy đó, nhưng mà mình cũng chưa mua. Hiện tại bây giờ mình mới cũng dùng cái cây từ sướng thôi, cái cây từ sướng, nhưng mà có cái chân dưới, mình bật ra là có cái chân dưới rất là tiện lợi. Nhưng mình cũng chưa đầu tư gì nhiều các bạn ạ. Mình cũng chỉ có một cái máy và hai cái cây tự sướng thôi các bạn ạ. Mình làm vlog là mới có chừng đó, thì mình cũng chưa có điều kiện để mà sắm sửa gì nhiều. Điện thoại thì cái Samsung cùi bắp vậy thôi các bạn, cũng không phải là cái gì cao sang cả. Kệ, mình cứ nội dung hay là đồ là được rồi. Rồi mai mốt mình nói chung là mai mốt là mình có điều kiện là mình sắm sửa sau các bạn ạ. Đó. Đó, chúng ta lọc cái thịt nạc ra các bạn nhé. Lọc hết cái thịt nạc ra. Thấy chưa? Lọc cái thịt nạc cái này bóc không ấy. Đây các bạn này, hai cái luôn này. Đó, như thế này là ok rồi. Vợ ăn trong ngày nay ngày mai nữa là xong các bạn.
Còn mấy cái này thì mình chặt ra để mình ninh tiếp. Ninh với lại mấy thằng này. Bằng dao này, dao mua từ ngoài Bắc mà bập bập sướng lắm. Cái này tùy nhiều lắm các bạn này, tùy ác lắm. Cái này mà tin nhà mình nhá, có hôm mà phải ăn hết hai cái này các bạn ạ. Tin đó, hai khoanh giò này luôn đấy, có hôm ấy. Bây giờ mình sẽ thái cái thằng này để mình ướp các bạn nhá. Mình thái thằng này để mình ướp, ướp sẵn đi để nghệ xong cái là mình nấu thôi. Đang chặt kìa, chặt để ướp đấy. Đang nấu này, nhưng mà thấy trời không? Âm u rồi. Đó các bạn thấy không? Trời âm u rồi, sắp có hạt mưa này này. Này là phải đi rút đồ các bạn ơi. Chết. Lại rút đôi vội. Đó ngoài kia đấy kìa. Nhanh các bạn ơi. Ôi bỏ mình bỏ máy quay xuống nha. Nghe ông khói nhà mình giống như cái lò gạch không các bạn ạ. Ở thế kỷ 21-22 rồi vẫn còn nấu bếp củi máy khói kìa các bạn. Thấy ghê không? Mình rút xong quần áo rồi các bạn này. Hai ngày trời một rổ quần áo này. Đó. Bây giờ lại tiếp tục vào công việc trong kia các bạn nhá. Bưng cái thằng này vào để trong phòng tối gập. Rồi tiếp tục công việc trong kia. Đó. May quá vợ cũng khỏe nên vợ đang chuyển đồ của cô Tin sang phòng bên của anh chàng ta. Phòng đó là phòng của anh Tin đấy. Đó may vợ cũng khỏe các bạn ạ. Sướng nhất là vợ sinh xong con khỏe, vợ khỏe các bạn ơi, sướng lắm. Ui giời, khói mù mịt này. Than này là có thể mang vào cho vợ xong được rồi các bạn nhá. Rồi mình bưng, bây giờ mình bưng cái than này vào để cho vợ xong đây. Còn tiếp tục làm cái thằng chịt ướp gia vị. Đó sắp xong rồi đó. Mọi cái đều sắp xong rồi các bạn nhá. Đang nói dở chưa cho chim ăn, quên. Thường thường là một dưới là mình phải cho chim ăn rồi. Quên chưa cho chim ăn các bạn ơi. Lấy đồ ăn cho nó ăn thôi. Quên khuấy đi mất này. Chim nó úi giời ơi này. Quên khuấy đi mất cái anh chim này. Bây giờ là hai dưới rồi. Đó cho chim ăn gấp các bạn ạ. Thì được các bạn, bây giờ mình ướp nhá. Có nhiều bạn hỏi mình nhá, sao mà làm nhiều vậy ấy. Làm sao mà ăn hết được đúng không? Trong ngày được. Thì mình nói thật là mình làm thế này là để mình ăn cùng luôn với vợ ấy. Chứ hai vợ chồng rồi lại hai nồi khác nhau, mình dễ lắm, cái gì mình cũng ăn được các bạn ạ. Đó, mình ướp thì cũng đơn thuần giống như mọi hôm mình nấu thôi. Cũng không có gì là cao sang, là phải những cái vị hương vị đặc biệt cả. Hương vị gia vị bình thường trong ngày rồi vậy đó các bạn ạ. Thì mình nấu là mình ăn luôn các bạn nhá. Nên mình nấu hơi nhiều một xí, mình cũng thích ăn thịt nghệ. Mà sau cái vụ vợ đẻ này chắc là da lại đẹp đẽ lên các bạn ạ. Đó, mình ướp gia vị. Đó, mình để ngấm khoảng 15-20 phút rồi mình bắt đầu nấu các bạn ạ. Rồi, để đây. Bây giờ mình sẽ ra làm thằng nghệ các bạn nhá. Thằng nghệ cũng được rồi. Đó, mình đang nấu nước cho cúng mít rồi. Đó, mình phải lấy củi vào các bạn này. Không lát nữa mưa. Trời đang khá âm u rồi đấy đó. Âm u rồi, sắp mưa rồi, sắp mưa đến nơi rồi. Đây, bây giờ mình đi làm thằng nghệ này các bạn nhá. Mình giã thằng nghệ này nhá. Ồ, xong rồi các bạn ơi. Vàng ươm nhìn ngon không? Chưa bỏ vào mà đã thơm phức luôn các bạn ạ. Rồi, đổ cái thằng chịt này vào. Ôi dồi. Nhiều quá, đổ ra ngoài luôn rồi. Trời. Khổ vậy đó các bạn ạ. Một tay thì cầm máy quay, một tay thì làm chẳng chuẩn tí nào. Để mình đặt cái máy quay xuống nào. Rồi, trộn đều nó lên. Cái này hai vợ chồng mình phải ăn 2-3 ngày đấy các bạn ạ. 2 ngày đấy. Mình cũng khoái ăn cái này lắm. Thì vợ mình bây giờ ăn sáng thì cũng ăn cơm thôi các bạn ạ. Chứ cũng không có thể ăn bún, ăn bò, ăn bún, ăn phở, ăn phép gì được đâu. Nên mình cứ nấu cái thằng này lên thôi. Đảo đều đi, xong rồi bỏ lên bếp các bạn nhá. Ninh, sau cái vụ này là mình đi lau nhà. Đó lau nhà xong là sắp đón anh Tin luôn rồi đấy. Các bạn thấy vàng khè không? Thơm nhỉ? Mình thấy thơm lắm các bạn ạ. Mình thích ăn cái này ghê luôn đấy. Ngày thường vợ chồng nhà mình cũng hay làm mà. Trời ơi, ngon thật đấy. Nhưng cái này là thịt kho nghệ chứ không phải là nghệ kho thịt đâu các bạn nhá. Thịt nhiều hơn nghệ mà. Nên là nghệ à, thịt kho nghệ. Đó, đẹp không? Bỏ lên bếp nấu. Cái lá mứt đắng của cô mít được rồi các bạn, là thơm lắm. Lá mứt đắng mà. Còn mình bỏ cái này, mình xào qua một xí xong rồi bỏ một tí nước vào các bạn nhá. Đó, mình bỏ lên đây, xào qua một xí. Nhìn đẹp thật, ngon thật các bạn ạ. Ôi giời, mình thèm rồi đấy. Trưa nay chưa ăn cái gì mà. Ôi giời.
về cũng chưa ăn cơm luôn các bạn, đi đưa bà nội về là cũng chưa có cái gì vào bụng luôn, đang nhịn đói đây. Bây giờ bỏ nước vào ninh cái thằng này luôn, bắc lên bên này ninh luôn. Ây giời ơi, kho xào một tí. Đây mình bỏ nước vào đây rồi, vậy là để ninh cái này đang được, cái này cũng sôi. Ây giời ơi, mưa rồi các bạn ạ, à, mưa rồi, ngoài trời mưa rồi, để mình quay cho các bạn xem ngoài trời mưa rồi này. Đó các bạn thấy chưa, đấy mưa rồi đó này, mưa to rồi các bạn ạ, đó thấy chưa. Wow, bây giờ 3 giờ rồi, trưa này chưa được ăn cái gì, đang đói hết bụng rồi đó, không được ngủ trưa luôn. Bây giờ mình sẽ đi quét nhà, mình đi quét nhà các bạn nha. Anh Mít vẫn đang ngủ các bạn ạ, được cái anh Mít bú xong ngủ, bú xong ngủ cũng thích thật, sướng quá. Đấy, Mít đang ngủ này, còn mẹ Nhung thì xong xong rồi, mẹ đang đi thay quần áo đó. Đó, lát nữa để cho tắm cho Mít, để luôn cái này để tắm cho Mít cho nó ấm các bạn nha. Úi trời ơi, đụng vào cái máy quay ập ập. Vừa làm vlog vừa chăm vợ con, quả là cứt lộ lên đầu. Nhưng mà cũng được cái vui các bạn là đam mê mà nhờ. Chả có vấn đề gì cả, vì đam mê thôi. Đó, quét xong rồi ta đi sẽ đi lau nhà. Trời đang mưa. Wow, sôi chưa, sôi chưa? Chưa sôi. À, mình đang nấu, đang quay có chị đến mua chim nè. Chị Hoa cười lên, chị Hoa. Đây là mối mua chim cho mình đấy. Mình xuất chim một câu này, cứ tuần, hai tuần chị lại lấy mấy cặp chị đi bán. Chị là bun mà, chị mang lên phố chị bán này các bạn này. Đó không, các bạn thấy nhà mình nhiều nguồn thu không? Đó. Bà bun chim. Bà bun chim đấy. Mua chim đang ở trên kia, chị đang buộc lên xe. Nhà mình thì cứ một tháng là cũng xuất được khá nhiều chim đó các bạn. Lần này đang bảo đầu tư làm lại cái chuồng đó, nâng cấp lên khoảng 150 cặp bạn. Lại mất khối tiền đấy. Để cho cu Mít nó cứng cứng xí, chắc tuần sau mình thuê thợ về để làm. Bận rộn quá chẳng biết lúc đó quay được video hay không nữa. À, lau nhà. Wow. Ngày nào mình phải lau nhà các bạn ạ. Bận mấy thì bận mình cũng phải lau nhà, không lau chiều được thì đến sáng mai mình phải lau. Mình không bao giờ để nhà nó bẩn đâu. Ai. Wow. Ba phần này. Gần 3 rưỡi rồi. 4 giờ, hơn 4 giờ này được đón anh Putin. Này đang ninh rồi các bạn ạ. Thì kho nghệ chân giò, vậy là ba lát được cắm cơm là được thôi các bạn. Cái này chúng ta ninh kỹ kỹ nên chúng ta phải bỏ nước vào các bạn nha. Sau khi xào cho nó khô khô lại phát là bỏ nước vào ninh. Cứ như thế này là ninh thôi các bạn ạ. Nhìn ngon không? Ninh cho nó khô hết nước các bạn nhá. Thịt nó tí vào nấu cho bà đẻ là phải vời đấy. Còn chân giò thì cứ để ninh thôi, ninh để múc vào và để vào tủ lạnh ăn dần. Còn bây giờ mình sẽ đi lau nha. Đây các bạn này, các bạn thấy ghê không? Như mình đã chia sẻ đấy. Cứ nấu sôi một cái xong rồi vứt cái nước này đi các bạn nhá. Các bạn thấy bọt lên ghê không? Đó, thấy chưa? Mình nói nước đục ngầu, bọt màu này. Bây giờ mình sẽ đi rửa như những cái video khác thì mình cũng đã làm đấy. Không bao giờ mình đến thế này mình hầm đâu. Mình rửa qua đi xong mình bỏ nước, mình nấu lại các bạn ạ. Nước rất là trong. Cái này mình rửa qua các bạn nhá. Các bạn thấy cái nước bọt của nó khít chưa? Nè. Nó giữ tiết gì cái này đâu. Cứ đổ qua đi các bạn nhá, đổ qua đi rửa sạch đi. Đó. Thứ nhất ấy là cho nó sạch cái nước. Thứ hai ấy, nếu như mà có sưng răm mất các bạn. Đó mình rửa sạch. Có sưng răm thì nó mục ra, trẻ con ăn nó cũng đỡ đi rất là nhiều. Nên đừng có tiếp gì cái nước đầu hết đấy, xương hoặc là đồ gì chúng ta cứ làm vứt cái nước đầu các bạn nhá. Sau khi cho ninh ninh tay vàng là ninh nhá, nước rất là trong và rất là ngọt các bạn ạ, không tiếc gì cả, vứt đi, rửa sạch đi xong rồi bỏ nước, lấy nước lọc nấu lại, đừng có tiếc gì cả. Cái nước đầu là nước bẩn không à. Đó, trời khá là u, không biết mình quay con nó giò nét cho các bạn xem không. Các bạn ạ, heo bây giờ toàn nuôi heo nuôi bằng cám bằng đồ không à, nên chúng ta cứ phải cẩn thận một tí các bạn. Đó, bây giờ rửa sạch đi nước này. Bỏ vào. Đó, bỏ vào bây giờ ninh. Đó, nó sạch sẽ, không có gì phải tiếc cái nước đầu hết. Nhiều người bảo,
cái nước đầu nó béo vậy sao vất béo cái gì, béo ở đâu không thấy, nhưng mình thấy nó bọt bọt và đen đen là mình đã sợ chứ, chứ đừng có nói nữa. Đó mình vớt hết đi, lát nữa mình lấy những cái móng này cho Tin ăn, các bạn Tin thích ăn mấy cái này lắm. Đấy, lúc nãy mình luộc mình bỏ xim xí mũi này cho nó những cái độc tố nó ra hết. Rồi bây giờ bỏ nước lên các bạn nhá, bỏ nước lên nào, nấu tiếp. Đấy, bỏ nước vào, bây giờ phải chính thức là ninh nha các bạn này. Lúc nãy là ninh để rửa xương thôi các bạn nhá. Mình khuyên các bạn cứ làm theo cách của mình đi, nước ăn rất là ngon, thịt thơm lắm. Ơi trời mưa to chưa, mùa quá là to, bây giờ 5 giờ thiếu này, mình vừa mới đi đón Tin về các bạn này. Tin chào các bác đi con. Đúng rồi, để bố mời mũ cho con chào các bác nha. Tin chào các bác đi. Con chào các bác nào. Đúng rồi, con nháy mắt thế nào. Nháy mắt ơi vậy. Ăn chua làm sao con. Ui trời ơi. Hai bố con đi các bạn này, mưa này. Mà có mưa đi đón cô Tin để về cho kịp cho ăn các bạn ạ. Đó công việc hàng ngày của mình đấy. Bây giờ đón cho cô Tin ăn các bạn nè. Cho đại ca này ăn mệt lắm đây. Ăn xong rồi tắm rửa rồi cho ngủ. Xong rồi mới lên máy tính được các bạn ạ. Ngày nào cũng phải 9 giờ bắt đầu lên ngồi máy tính. Chả có thời gian rảnh các bạn ơi. Mẹ Nhung cười lên. Tin cười lên. Tin nháy mắt với các bác một lần nữa nào. Tin ơi, Tin nháy mắt này, nháy mắt bên này này. Ngã này. Tin nháy mắt đi con. Chào các bác nào, chào các bác nào. Nháy mắt. Rồi, bây giờ mình đi cho cô Tin đi ăn các bạn ạ. Thì video của mình cũng chỉ để chia sẻ là cái công việc hàng ngày của cuộc sống Cao Nguyên thôi các bạn ạ. Từ khi mở mắt dậy cho đến kết thúc một ngày, đó là quá trình công việc đấy các bạn ạ. Nó cứ ngày nào tiếp diễn ngày đó, khi chăm vào đẻ đó các bạn. Nấu vẫn chưa xong mà đang còn ninh nồi này, nồi xương là đồ. Bây giờ mình bỏng cô Tin và đi cho cô Tin ăn. Thì quá trình cho cô Tin ăn mình không thể quay được các bạn nhá. Đây là những video nói lên những công việc không tên đó các bạn ạ. Úi dồi ôi, Tin đứng sợ quá. Cười nào. Rồi chào các bác nhá. Tin tạm biệt các bác đi. Tin tạm biệt nào. Rồi chào các bác.